Người Đà Lạt xin chào. Episode này có nguồn gốc từ Nam Châu Âu, đã trước đây đã được người cổ La Mã cũng như là người cổ Hy Lạp trồng để làm lương thực, thì nó được trồng nhiều nhất là ở Pháp. Thì sau này khi mà Pháp thấy ca trị nước ta thì Pháp cũng mang trà episode này từ bên Pháp và Việt Nam đến trồng là khoảng vào đầu thế kỷ 20. Thì cái trà episode này có nhiều cái chức năng giúp ích, có nhiều cái công dụng giúp ích cho sức khỏe của chúng ta, đó là nó có thể giúp chúng ta chữa các bệnh về gan và thận rất tốt. Ngoài ra có những bạn gái mà đêm nó không ngủ được á, sáng nó sẽ bị thâm mệt mắt, thì chúng ta cũng có thể uống trà thành Aliso để có những giấc ngủ ngon hơn. Tiếp theo là nói về trà xanh, thì trà xanh